Rồi hello, trời bò thân tính xin chào anh em. Hôm nay em về em quay bò cho anh em xem anh em ơi. Mai về tiếp nữa anh em ơi. Hiện tại trong chuồng là 12 con, ngày mai về thêm 5 con nữa. Đó. Thì nói chung là mấy con bò này quá đẹp. Mà tại vì không em quay không đẹp. Em về em quay cho anh em xem ha. Mà giá nó cũng rẻ, nó không mắc nữa anh em. Giá này thì ok luôn á. Con đầu tiên, con này chiều cao là 1m05. Về có thước tất mình đo nó dễ nói cho anh em, tả cho anh em nó chính xác. Đây đầu mặt này, con này nó đứng hơi mé ngoài nắng cho nên nó hơi chá anh em. Đó. Còn cái lưng thì khỏi bàn, bò cực kỳ đẹp, lưng dài đít nè, chiều cao 1m05 anh em ơi. Bò này có thể là 6 tháng 6 tháng cứng luôn anh em, đẹp lắm. Trời ơi con bò như vậy khỏi chê luôn. Cạnh đuôi nè, tình mới anh em coi, cạnh đuôi cực kỳ đẹp. Nói chung có những người ta sẽ khoái cái chót đuôi là cái đuôi bự, còn có những người ta thích là cái chót đuôi ngắn. Em thích đuôi ngắn tại sao? Tắm rửa nó dễ, giọng thứ đuôi nhiều quất cái rồi mặt mày không còn thứ gì hết. Chân cẳng này anh em, móng đứt đẹp tuyệt vời, chân cối anh em ơi, bò đẹp lắm. Con này thì cực kỳ rồi, không bường bàn luôn nè, tuyệt vời. Con bò cái đầu em nói con bò đẹp là đẹp chín nút bò luôn. Nha, đẹp cực kỳ ha. Đây là con số 1 ha, giá không có mắc đâu, giá cực kỳ rẻ luôn. Đây con số 2 nè, cặp bò này cứng bò nè. Cặp bò này có độ tuổi là khoảng gần 7 tháng, chiều cao là 1m1. Cái mặt nè, thấy không, này 3B kem ha. Cái lưng nè, lưng như tấm dán gì đó, lòng sắt lẻm ha. Đó đây chân nè, chân đẹp cực kỳ anh em ơi. Anh em có nhu cầu đến trại em anh em ơi, trại bò Thanh Tính, địa chỉ ấp Tư, thành phố Bồ Kè, Trà Vinh. Bò đẹp đẹp không, dài, bò dài lắm anh em. Bò này nữa em nói là nhiệt đời, chân cẳng nè đẹp không đừng chê ha. Đây tiếp theo đây là cái con này, con xám, con 3B xám nè, xám chì siêu xám à. F1 à. Anh em bắt là bắt cặp này nha, con này con đó nó sẽ xứng cặp ha. Nó chân nè, cái đầu nè cực kỳ bự không, cổ thắt ha. Ăn cái chỗ này là nó bị cấn như mấy cái cây này cho nên là nó bị cái lông nó bị kiểu như nó bị chốc chỗ này. Rồi lưng nè, đó đẹp ha, chỉ cao 1m1 bò. Một cặp này, con này với con này ha, quá đẹp không mắc đâu anh em, cặp 4 mấy triệu, rẻ cực kỳ rẻ. Chung em báo giá được đó, báo giá là mềm lắm, mềm luôn, nhưng mà tại vì báo giá thì thôi mấy anh em giỏi quá chịu không nổi, lại cứ so bò em bán với so bò kêu giá trời. Rồi nói chung kêu vậy rồi sao em mua gì được, rồi về sau mình bán cũng phải kiếm sống đúng không anh em. Nè con này là có chiều cao là 1m07, con 3B, cái đầu nó bự nè, ối thành cái đầu luôn. Mấy con bò này là anh em không còn lo vụ mà khóc la hay gì nữa ha, cắt sữa hết trơn rồi, chân cẳng rồi. 3BF2 con này lông nó hơi lông hơi dài dài chứ không phải là lông sát. Chiều cao 1m07 anh em ơi. Đây chân cẳng đây, 3B thì chân nó là khó con này, mà chân cối đó nó không phải như kem, 3B xương nó rôi à. Còn cái lưng nó thì thôi cổ bạn bò này lưng à, gần cổ là hết biết, gần cổ luôn, bự lắm. Ngay chỗ này nó có hai cái múi nè, con bò này nữa là nó lên dữ lắm anh em, đẹp. Anh em có nhu cầu cứ đến chạy trực tiếp xem, hoặc anh em ở xa alo giùm em tiếng em báo giá trực tiếp cho anh em được. Bò giá bây giờ không có giá cao nữa đâu, lợi em nói thiệt, nhà dân chưa giá cao là em bỏ em đi không trả giá luôn, chứ đừng nói như xưa nữa. Giá bây giờ nói chung thời điểm này thì anh em cũng biết rồi, vừa mình vừa ta. Này, con này chiều cao là 1m
1m13. Mét 13 bò anh em. Độ tuổi là 7 tháng. Con bò này đang rụng lông. Nếu như mà anh em nào khoái đầu chuột bắt bò này là hết ý nè. Cái lưng trên này thì vuốt một cái là nó rụng cho anh em thấy. Nè, anh thấy không? Đó. Nó đang rụng và lan lớn anh em. Bò nói chung là mấy anh nuôi biết rồi đó. Giờ nè. Mặt mày thì ok, nó đầu trụi vậy. Đây cái chân nè anh em thấy không, cái móng nè thấy không, hay là hay thử ở chỗ cái móng này nè. Trên bởi vì em nói là cho dù con bò anh, cái móng anh hay như thế này nè, anh nuôi lớn lên á cái móng nó không có dở, tại thằng lái nó không có được kê. Chứ còn một số con á như anh em để ý đi, cái móng mà nó bị bè ra quá cái nuôi lên lớn cái lái lại nó trời, bò anh móng bè quá chê. Chê với em mệt lắm. Nè nó con bò như thế này đi mà. Cái lô này đẹp lắm. Em nói cái lô này đẹp. Cứng bò nó, giá mềm. Còn con bò này một chút xíu em mới review nó. Con bò này em nói quá dữ. Hết biết con bò luôn rồi. Nè, còn con bò này nè. Thấy không? Bây giờ đít nó lành này nè. Nó ăn nước, nước với thức ăn. Nó ăn cao thủ luôn anh em ơi. Con bò này hôm nay nó bự. Con bò này bây giờ bữa nay là cứng 130 luôn chứ đừng nói 120, bữa hổm này về có 120, bữa nay cứng 130 luôn. Đít nó hết biết cái đít luôn. Bò này bữa hổm em đo là chiều cao 1m15. Cái đầu nó nè. Tại vì cái lỗi đó em bởi em nói có tật có tài để gõ gà nhá. Cái sừng nó hơi quả hơn chút nhưng mà con bò nhìn đi không nổi. Lưng cái đít nè. Mới cho ăn một xô thức ăn nước. Cỏ gì nó nhai nè anh em thấy không? Có cây mà nó nhai nè. Nó đít nó thì thôi, không có đối thủ. Tối thằng bò. Con bò ỉa phân chân phân như vậy là tốt lắm anh em. Phân này phân lớn nha. Còn ỉa phân mà xón xón là thua đó anh em. Đít nó lành rồi nè. Thấy chưa? Bò em có sao nó dậy, dễ gì mắc bò dậy luôn nha. Đây, cái em này. Em này là chiều cao là 1m15. Con này xứng nè. Hai con bò này nè. Con bò này thì nói chung không có đường bàn. Chỉ có cái là con bò này lông hơi to. Nhưng mà anh em tắm, anh em lấy cái bàn chải, anh em vuốt xuống như thế này. Là nó sẽ hết rồi. Nó rụng từ từ. Nhưng mà con bò này dữ lắm anh em ơi, cái đầu nè. Cái da anh em thấy không? Cái lưng nè. Nói chung là tại vì cái màu lông nó mình nhìn không đẹp thôi. Như cái con lông sát của anh em thấy không? Nhìn cái màu mình thấy cái lông nó sát mình nhìn thấy coi được hơn. Cái lông thì bây giờ nó quan trọng nữa ha. Nè. Chân nè, chân gắn nè. Đẹp quá. Mấy bò thế này tạo hết ý cho anh em. Ông gầy quay không có nhà, quay không kỹ được. 7 tháng bò, hai con 7 tháng hết trơn. Chân nó nè. Bò dày không bắt không thôi luôn. Mình nuôi một chùng luôn anh em ơi. Bò lại, bò này quá tai bò này nay. Em đi không mua lâu nhưng mà về thấy bò lên quá anh em, bò nó ăn nước lên này đó. Đây con này là chiều cao nó là nhích cứng 1m15 luôn, chân cẳng đó. Nhưng mà con bò này chủ nhà em coi là chủ nhà nó dơ lắm, chứ không phải để trong bò dơ lắm, chứ không phải được về đỡ chân. Cái đầu đó nè, mấy cái đầu này cái mấy mỏ này mặt bự, mỏ bự nè, lỗ mũi bự nè, thứ này nó ăn nè. Chắc cỏ dễ anh sống với nó. Lỗ tai nhỏ nhỏ xíu anh em. Cổ nè. Quá trời cái lưng bò này luôn anh em ơi. 7 tháng bò hả? Lưng nó. Trời. Hết biết luôn. Mới xích ra cho anh em coi nè. Ghê. Tối thành con bò luôn anh em. Tối thẳng băng. Đẹp cực kỳ con bò. Nó quay xa cho anh em đó.
Gấu thẳng băng nè, đẹp lắm. Cạnh đuôi nè. Thằng này với thằng bên kia y hệt, em nói cùng tính á, nhưng mà tại vì con mẹ nó kem F2. Mẹ bò này là nó có kem nhưng bò này vậy. Cho nên là nó đổ được cái lông lông sát sát. Còn mẹ nó lông con này lông hơi to to. Ăn nhầm cái lông, quan trọng cái tướng, sau này rụng hết chứ. Đứng như đứng giờ này đích đích của thằng này là 8, đích của thằng này là 10, 10 mà cộng thêm 1 nữa là 11 luôn. Quá trời cái đích thiệt chứ, bồi cái lưng cái đích hết biết, thịt dữ lắm. Thấy mấy con này lùng lùng với thịt dữ lắm, chân mấy con này gói thẳng băng lên em, bò hết ý, đẹp quá đẹp. Đây có con này nữa, con này thì dạng lắm, thả rồi. Em mới xây thêm một cái chuồng mở rộng thêm chút nữa anh em ơi. Nó là chiều cao nó là 1m05. Nó với cái con ngoài kia xứng. Nhưng cái con bò này mình bán cái tầm tiền 60 triệu là sẽ mạnh hơn cái con bò ngoài. Tại vì sao? Con bò này nó có dàn xương đồng thanh đồng thủ nó có. Mấy cái em mà chiều cao 1m lẻ này nè, không có bao nhiêu tiền chứ. Hàng hai rất là rẻ luôn. Hai mà không có hai mấy đâu. Hai dừa chứ không thường nó rẻ. Tướng bò thì ok đó nè, bò lớn nè, bò này khoảng chừng tháng nữa thì thôi. Được chưa, không bò đổ. Đó. Nó là đổ rồi đó, chứ còn gì nó chân cẳng nhìn biết rồi. Cày. Nói chung là con này không gài là em không có ở nhà, cho nên là cha điện lên nó bò này dữ lắm. Nhưng mà em về em thấy quá dữ. Nói chung là quá dữ. Nó là nó xứng tầm với cái con bò mập của em mà rồi hồi chỉ thị 16 anh em có coi hay con bò mà em kêu mà để bò để nọc á. Con bò đó nếu như anh em theo dõi là em kêu bằng bò đó bằng con mập không chứ không có nói là chúng tôi kêu con bò nó tì quá trời con bò. Chiều cao 1m20 anh em ơi. 7 tháng. Thì anh em thấy đi. Nói chung những con bò cái người ta là một cái độ. Tướng tá nó liền lạc. Con mẹ con bò này không bự không cỡ con bò của em, bò cái của em thôi. Nhưng mà nó liền lạc. Nó liền lạc, con bò nó đáng con. Mình không được chê. Anh em coi cái chân nè. Như cái chân. Như cái chân voi vậy. Ôi ơi trời, con bò. Mà con bò này nè anh em ơi, nó hiền dữ lắm. Nó ăn thì nó ăn cái độ ăn nó không phải như người ta nè. Cái nhìn cái mặt nó mình biết nó ăn dữ, nhưng mà thật sự nó ăn gì. Thức ăn nó cũng ăn gì. Thức ăn bỏ vô xô không ăn, nhưng mà bỏ vô cái máng thì ăn đó. Tại cái đầu nó bự quá. Còn cái lưng cái đít đó nè. Em không còn mà đặt tay lên được nữa. Tại vì quá dữ rồi. Mà nó hiền lắm anh em. Con bò này anh em, bây giờ anh em về nuôi khoảng chừng vài tháng nữa anh em đi nọc là bình thường đó. Còn sau này những anh mà có bắt con bò này rồi muốn bán, chừng nào mình lên thịt muốn bán lại có thể điện em. Em sẽ liên kết được những anh mà hiện tại giờ đặt con bò mà mua bò nọc mà kiểu như bò lớn á. Nghe, độ á. Sau này có muốn bán hay điện ngược lại em chỉ giùm cho. Cái này là thật tình. Những con bò này không phải dễ kiếm. Những con bò này là mình phải đi nọc là không có đối thủ. Phải nói là không có đối thủ chứ không có nói là thấy nữa. Quá trời. Cái bề bản ấy, những con bò nọc thì những anh khoái là khoái cái con bò nọc đi là phải có bề bản. Con bò bề bản này. Em nói với anh em là con bò này phải không? Nó đứng kế con bò này là con bò này nó ăn hai, nó chấp hai xác. 7 tháng rồi nó chấp hai xác luôn. Cái lưng nó nè. Hết biết cái lưng. Cái cổ của nó nè. Không có đối thủ. Chứ này. Súng đạn nó non nhớt này, chứ không phải như người ta đâu. Nè. Nó đều đạm móng đó nè. Nó biết cái móng thiệt. Nhưng mà cỡ này nuôi lỡ nhìn nó sẽ phê hơn. Còn lên thịt thì mấy bò này thối thật à. Lên thịt thì mấy ngôi này cái chuồng phải giữ á. Cái chuồng phải cứng cáp luôn nó nổi.
tầm 60 sáu mấy, gọi 70 luôn đừng nói. Mấy chục là chuyện bình thường thôi. Gối nè. Quá phiền bò. Thiệt. Bò này dữ thiệt. Cha nói ngày mai cha em bắt về con bò đít muối dữ lắm. Dữ thật con bò đít muối. Rồi vậy đi. Nói chung là con bò này thì không đường tả nữa rồi. Tại nó quá dữ rồi anh em ơi. Em cũng không biết tả hay sao. Quá dữ rồi. Đó. Thì em sẽ bật mí cho anh em. Con bò dữ nhất trong chuồng em, con bò đó có giá là 28 triệu. Con bò này nè, 28 triệu là nó là dữ nhất trong chuồng này. Nó dữ hơn, nó mắc tiền hơn con bò lỡ luôn. Hôm nay cái đít này. Này con sấm bông bò bê hen, nó ăn à. Bò này thì nói chung nó ăn dữ lắm rồi. Chiều cao nó là 1m1. Đít phi diêu đầy đủ. Rồi, giá là từ 21 triệu cho tới 28 triệu. Ha. Chị nói chung là con 28 triệu dễ nhất rồi chứ mấy kia cũng thường thường ha. Vậy đi. Anh em có nhu cầu thì cứ alo với em ha, trời vào thông tin. Địa chỉ của em là ấp Tư Thành Phố, Cầu Kè, Trà Vinh. Chạy em sát lộ lớn, anh em không biết đường đi mở lên Google Maps giùm em, bấm trời vào thông tin, em có định vị sẵn trên đó. Tỉnh nào em cũng giao được, chủ yếu là quan trọng là cái số lượng đủ xe là em giao ha. Còn những cái giá mà 21 triệu thì em bán là giá tại chuồng đó. Anh em mua số lượng nhiều thì mới bao được, tại vì chạy không có xe nhà. Rồi em xin chào anh em, hẹn anh em lại cái video sau. Anh em xem kênh của em nhớ hay thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi được cái video mới ha anh em. Giờ em xin chào.